Hướng dẫn bài tự luận số 2 để thi vào lớp 6 Hà Nội Am năm 2020 cho hình chữ nhật ABCD điểm M trên cạnh CD. Nối BD và AM cắt nhau tại Y. Biết diện tích của tam giác BMC bằng 36 cm² và bằng 9/16 diện tích của tam giác MID. Tính diện tích tam giác AIB. Trước hết ta đặt tên các tam giác bằng số cho dễ nhớ. Đây là S1, S2, S3 và S4. Đề bài cho S1 bằng 9/16 của S2, tức là S1 9 phần thì S2 16 phần. Vậy 9 phần là 36 cm², nên 1 phần sẽ là 36 chia cho 9 phần. S2 16 phần nhân với 16, ta được S2 bằng 64 cm². Ta cần đi tìm mối liên hệ giữa cái cần tìm S4 với những cái đã biết là S1 và S2. Vậy thử xem S4 có mối liên hệ với những tam giác nào. S4 và S5 nếu cộng lại thì được ABD bằng nửa diện tích của hình chữ nhật. S4 và S3 nếu cộng lại được diện tích của ABM, có đáy AB và chiều cao hạ từ M lên AB bằng chiều rộng của hình chữ nhật, nên S4 cộng với S3 bằng nửa diện tích của hình chữ nhật. Thế còn S1, S2 thì sao? Ta có thể phát hiện ra nhiều tính chất của S1, S2, nhưng mà trong đó có một tính chất là nếu gộp thêm S3 nữa thì S1 cộng S2, S3 được diện tích của tam giác BCD bằng một nửa hình chữ nhật ABCD. Ồ, vậy thì ta có thể có mối liên hệ giữa S4 với S1 và S2 thông qua S3. Cụ thể là S4 cộng S3 bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật. S1 cộng S2 cộng S3 cũng bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật. Thế thì từ S1 và S2 có thể tính được S4 hay không? Hãy comment đáp số của bạn ở phía dưới. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.